Xin kính chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay trường có về một số đồ đồng, đồ gỗ và tranh đá xưa. Thì xin được giao lưu với cô chú anh chị. Thì lời nói đầu tiên thì trường xin chúc quý cô chú anh chị được một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì mã số đầu tiên, mã số 1T. Mã số 1T là một con tỳ bà ngậm miếng đồng tiền vàng cho cô chú anh chị. Đây, trường quay sơ lược cho cô chú anh chị được rõ nha. Rồi, đây, hai con lành lặn và liền lạc nha. Rồi, mã số 1T, trường đo chiều cao. Chiều cao là 10. Chiều dài từ miếng vàng tới cái chân sau của tỳ bà là 20. Cân nặng là 800g. Mã số 1T này trường giao lưu với cô chú anh chị là 800.000 đồng. 800.000 đồng trường bao phí ship và bao đánh bóng cho cô chú anh chị. Mã số 2T. Mã số 2T là một con cốc vàng. Đây, cốc vàng của cô chú anh chị rất là bự, rất là đẹp nha. Cái này mình trưng trước cửa hay là phòng khách gì đó là lộc tới nhà nha. Một con cốc vàng. Đây, mã số 2T. Rồi, trường đo chiều cao. Chiều cao là 15. Chu vi của đế là 50. Là 5 tấc á. Rồi, chiều ngang là 1 tấc 7. Cân nặng là 2 kg 2 yếu, tính 2 kg mốt 50 thôi. Rồi, đây. Hai con lành lặn gì cô chú anh chị, không có một cái vấn đề gì hết. Đây. Rồi, 2T thì trường giao lưu với cô chú anh chị là 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi, số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. Đây, mã số 3T là một chú cọp tuổi Dần đứng trên đống vàng nha cô chú anh chị. Một cục vàng rất là to đùng luôn. Đây. Rồi, trường đo thông số cho cô chú anh chị. Cao là 23. Chiều dài của miếng vàng là 18. Rồi, trường đo sơ lược vậy thôi ha. Cân nặng là 2.150 kg, gần 2.2 kg, dùng tính 2.450 kg thôi. Đây, hôm qua trường có về một chú cọp trường giao lưu rồi, thì hôm nay xin phép được giao lưu với cô chú anh chị thì một chú cọp nữa. Rồi, mã số 3T này trường giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi, mã số 4T. Mã số 4T là một cặp kỳ lân. Một cặp kỳ lân nha. Rồi, một cặp kỳ lân. 4T một cặp kỳ lân. Rất là mạnh mẽ và sang trọng nha. Cặp kỳ lân này là mạnh mẽ luôn, tượng trưng cho sự mạnh mẽ. Gọi là thần thú á. Rồi, trường đo thông số. Chiều cao là từ sừng của kỳ lân tới dưới chân là 20. Chiều dài từ đuôi tới cái chân đá của kỳ lân, đá ra của kỳ lân đó nha, là 22. Đây, một con cân nặng 1.8 kg, hai con là 3.6 kg. Rồi. Đây, bằng đồng, chất liệu bằng đồng của chú chị, đồ xưa nha. Rồi, trường giao lưu với cô chú anh chị là 4T này là 2.500.000 đồng là một cặp nha. Trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi, mã số 5T. Mã số 5T là một cái ấm trà. Một cái ấm trà của cô chú anh chị. Đây. Ấm trà. Đây, trường quay sơ lược và dở ra cho chú anh chị được rõ. Cái này chất liệu bằng đồng nha, hàng còn lành lặn
liên lạc nha. Bên trong đây tất cả là bằng đồng, chỉ ngoại trừ tay cầm này thôi là bằng gỗ. Rồi. Mã số 5T. Đây. Rồi, mã số 5T này trường đo thông số nha. Từ tay cầm xuống dưới đít bình là 19. Chiều ngang là 10. Chiều dọc cũng là 10 luôn. Rồi mã số 5T này trường Zalo cô chú anh chị là 900.000 đồng. Là trọng lượng của mã số 5T này là ấm trà này là 900 gram cô chú anh chị. Trường Zalo cô chú anh chị là 900.000 đồng. Trường bao phí ship và bao đánh bóng cho cô chú anh chị. Mã số 6T là một cái đỉnh, một cái sông Trầm. Đây sông Trầm này bằng đồng nha cô chú anh chị. Đây vừa quay sơ lược cô chú anh chị được rõ. Cái này là đồ xưa nha. Đồ xưa nha, cho nên cái chất liệu của nó là nó bây giờ nó lên mà lên ten lên men đó. Này tất cả là đây. Hàng còn lành lặn nha. Liền lạc. Rồi, sông Trầm Kỳ Lân. Đó, sông Trầm Kỳ Lân. Chiều cao là 22. Chiều ngang là 15. Cân nặng là 2 kg. Yếu tính 2 kg mốt 50 thôi. 2 kg yếu có 10 hoa thôi. Đây. Rồi, xin cho cô chú anh chị được coi rõ nha, ở dưới nha. Rồi. Mã số 6T là một cái sông Trầm. Rồi, trường giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu 200 nghìn đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi, mã số 7T là một cái cũng là cái sông Trầm, nhưng mà sông Trầm là nó gọi là sông Trầm đỉnh nha. À, cao. Sông Trầm này rất là cao. Rồi, trường quay sơ lược một vòng cho cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao sông Trầm Kỳ Lân là 34. Chiều ngang là 23. Cân nặng 2 kg 2 kg 1. Cân nặng 2 kg 1 nha. Mã số 7T này trường giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu 200 nghìn đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship. Đây bên trong và ở dưới. Rồi hàng còn lành lặn với cô chú anh chị. Rồi. Mã số 7T trường giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu 200 nghìn đồng. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook. Trường ở Ô Môn, Cần Thơ. Đây, mã số 8T là bằng ủi con gà. Đây, bằng ủi con gà cô chú anh chị. Hàng nội địa của mình, hàng Việt Nam xưa. Cái này vẫn còn xài được bình thường cô chú anh chị. Đây, ở bên trong. Đây và ở ở bên dưới. Chất liệu là bằng đồng cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao từ tay cầm là xuống dưới đáy bằng ủi, đít bằng ủi là 20. Chiều dài là 19. Rồi. Cân nặng là 1 kg 6. Rồi, mã số 8T này chiều giao lưu cô chú anh chị là 700.000 đồng. 700.000 đồng trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị. Rồi, mã số 9T. Mã số 9T của chú anh chị là chưa có 3 cây gậy. Đây, cái này là hình đầu ngựa. Rồi cái này là trường mới về nhớ nha. Hôm trước có 3 cây là trường giao lưu rồi. Đây hình bồ câu. Đây là đầu của con công. Rồi, 3 cây này trường đo trọng lượng và kích cỡ cho cô chú anh chị được rõ nha. Mã số 9T.
Chiều dài là 95. Cân nặng là 700 gram, 700 gram. Rồi. 700. Một cây gậy như vậy là trường giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu đồng nha. 1 triệu đồng trường ra qua đánh bóng và bao phí ship toàn quốc. Một cây nha, 1 triệu. Rồi, mã số 10T là một cây cân giá bằng đồng. Đây. Một cây cân giá bằng đồng. Đây, chú dỡ lên chú anh chị coi. Chỗ này là bằng sắt nha. Chỗ cái móc để kéo mình kéo cân nè. Đây. Đó. Hàng còn lành lặn như cô chú anh chị. Rồi. Trường đo cái chiều dài của cây cân. Chiều dài là 36. Cái mâm mâm cân là chu vi là chiều ngang là 24. Cân nặng là 1,2 kg. Mã số 10T này trường giao lưu với cô chú anh chị là 700.000 đồng. Trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Mã số 11T. Mã số 11T là một đỉnh sông Trầm hình con rồng. Đây. Mã số 11T là hình con rồng. Là sông Trầm nha cô chú anh chị. Rồi chiều đó chiều cao. Chiều cao là 21. Chiều ngang cũng là 20, 21 luôn. Đây. Cân nặng là 1,3 kg. 1,3 kg. Hàng còn lành lặn liền lạc đi cô chú anh chị. Hàng lành lặn liền lạc nha. Rồi mã số 11T này trường giao lưu với cô chú anh chị là 1.200.000 đồng. Trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi trường cũng mới về một ông quan công. Hôm trước về hai ông. Rồi trường giao lưu rồi. Bây giờ trường mới sưu tầm được một ông. Đây. Trường quay sơ lược cho cô chú anh chị được rõ nha. Rồi. Mã số 12T là một ông quan công. Chiều cao là 47. Ngang hai cánh tay của ổng là 27, hai tấc 7. Rồi. Đế là của ổng đứng á, trường đó chu vi luôn nha. Đế của ông quan công đứng là 65. Là 6 tấc rưỡi á. Rồi trường cân nặng của ổng nha, cân nặng là gần 8 kg nha, tính 7,5 kg thôi, gần 8 kg. Ông quan công người rất là lớn và nặng nha. Rồi, rồi mã số 12T này trường giao lưu với cô chú anh chị là 3.500.000 đồng. Trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi trường có một ông thần tài cầm một đống vàng luôn. Rồi một đống vàng luôn. Đây, trường quay sơ lược cho cô chú anh chị được xem chi tiết nha. Đây, ông thần tài đó ông cười rất là tươi nha. Ai rước ông về thỉnh ông về là làm ăn rất là phát tài phát lộc nha. Đây. Rồi trường đo chiều cao. Chiều cao là 30. Ngang hai vai của ông ha, ngang hai vai là 15. Chu vi cái chỗ cái đế cái chân ghế ổng ngồi đó là 61. Cân nặng là 3,4 kg. 3,4 kg nha. Rồi, ông này chịu giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000 đồng. Mã số 13T ông thần tài. Trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 14T. Mã số 14T là một cái tháp sông Trầm. Đây tháp sông Trầm. Đây chị quay sơ lược cho cô chú anh chị được rõ cái tháp trong sông Trầm. Rất là đẹp nha. Cô chú bỏ vô trầm hương vô bình sông là rất là đẹp và rất là thơm nha. Nó có hai ba lỗ để thoát ra. Rồi chiều cao là 49. Chiều ngang của bụng bụng sông Trầm là 41. Cân nặng là 3,7 kg.
3 kg 7 cho cô chú anh chị, hai con lạnh lặn và liền lạc nha. Đây trường quay bên trong cho cô chú anh chị được rõ nha, ở dưới cái sông Trầm đây. Rồi mỗi cái về là trường quay cho cô chú được anh chị được rõ, cái này hàng là còn lành lặn liền lạc. Rồi mã số 14T này trường giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000 đồng, 2.200.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. Rồi trường ở tại Ô Môn, Cần Thơ. Rồi cặp 15T, 15T là một cặp trâu vàng. Đây, cặp trâu vàng nha cô chú anh chị. Đây, đây, rất là đẹp, rất là mạnh khỏe. Đây. Rồi 15T. Rồi trường đo thông số chiều cao từ sừng trâu cho đến chân là 18 năm, một tấc tám, chiều dài là 2 tấc 6. Cân nặng của một chú trâu là 2 kg 3, hai chú là 4 kg 6 nha. Trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị là mã số 15T này, trường giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000 đồng, 2.200.000 đồng, trường bao đánh bóng cho cô chú anh chị và bao phí ship. Rồi trường có về một cặp bình lục giác, cặp bình lục giác. Rồi trường quay sơ lược nha. Rồi mã số 16T là một cặp bình lục giác, chiều cao là 27, chiều ngang của miệng bình là 8 phân rưỡi, lọt lòng là 7 phân. Cân nặng của một cái bình là 1 kg 1, hai cái là 2 kg 2. Đây mã số 16T, trường giao lưu với cô chú anh chị là 1.800.000 đồng là một cặp nha. Trường giao lưu với cô chú anh chị 1.800.000 đồng là một cặp. Rồi mã số 17T cũng là một cặp bình, cặp bình bông rồng này là có cái đế nha cô chú anh chị, có cái đế cũng là bằng đồng luôn nha, các chất liệu là bằng đồng. Đây cặp bình bông, cặp bình bông rồng, cặp bình bông đen rồng, rồng đen đó nha. Đây, đây. Rồi chưa quay sơ lược rồi chưa đo thông số cho cô chú anh chị được rõ, cặp bình bông mã số 17T, chiều cao là 31, chu vi của bụng bình là 41. Đó. Một cái cân nặng của nó, một cái cân nặng của nó là 1,650 kg. Này mã số 17T là trường giao lưu cô chú anh chị là 2.800.000 đồng một cặp nha, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Rồi mã số 18T, mã số 18T là một cái ấm trà, ấm trà đại ca, ấm trà này bự lắm à, mình uống cả tháng mới hết cái ấm trà đấy, pha vô mình uống một cái tới một tháng luôn. Rồi trường quay sơ lược cho chú anh chị được rõ nha. Rồi trường đo từ cái tay cầm của ấm trà tới đáy là 33, ba tấc ba đó. Còn chu vi của bụng bình là 6 tấc 8. Rồi đây trường đo nắp, trường đo cái miệng bình luôn nha. Miệng bình, chiều ngang của miệng bình là 14. Đây hàng còn lành lặn của chú anh chị. Đây. Rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi, thấy không? Đây là còn lành lặn đàng hoàng nha. Hàng không có một cái sức mẻ hay thay thế gì hết. Rồi.
Trọng lượng của bình trà này là 1,8 kg. Mã số 18T này là chiều giao lưu của chú anh chị là 2.100.000 đồng. 2.100.000 đồng mã số 18T. À, rồi trường có một vài bộ lư tre. Rồi, bỏ hai cái chân đèn lên giùm anh luôn. Đây bộ lư tre mã số 19T. Một bộ lư tre nha. Rất là đẹp nha. Cô chú anh chị về mà có trưng bày gì cũng là rất là đẹp. Rồi, mã số 19T. Rồi, trường đo chiều cao. Chiều cao là 55. Chiều ngang là 23. Đây, cân nặng của hai cái chân đèn là 6,5 kg. Chiều cao của chân đèn là 50. À, trường đo cho chi tiết rồi bỏ hai này xuống nhưng mà anh căng cái bộ lư coi. Sáu ký rưỡi hai cái chân đèn, cổ bộ lư là 12 kg nha, tổng cộng là 16,5 kg một bộ lư, là mã số 19T, là trường giao lưu với cô chú anh chị là 15 triệu. 15 triệu trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Thì hôm nay trường cũng có về một bộ đôn này gỗ đỏ, ô gỗ gõ đỏ, mã số 20T này là gõ đỏ nha. Mặt là mặt bằng đá ở xung quanh chính giữa nha, còn xung quanh là tất cả là cây gỗ mình á, gỗ mình gỗ đỏ đó, hàng lành lặn liền lạc nha, khoảng 99%. À, tại vì cái này là cái đồ xưa thì mình không có thể nào mà mình tránh khỏi được cái sự mà hao mòn tuổi thọ nó được. Rồi trường đo thông số chiều cao của bộ đôn này nha. Một cặp đôn gỗ xưa gõ đỏ là chiều cao của một cái là 80. Chiều ngang của mặt đôn là 31. Còn chiều ngang của mặt đá bên trong là 18. Đây. Chu vi của 5 cái chân đôn. Chu vi của một cái ghế ha, là 1,01 m. 1,01 m nha cô chú anh chị. Rồi mã số 20T này trường giao lưu với cô chú anh chị một cặp đôn này là 5 triệu trường. À, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị, một cặp đôn là 5 triệu. Rồi. Thì hôm trước trường cũng có về một mấy bộ tranh đá. À, tranh đá xưa thì hôm nay trường giờ cũng giao lưu được một bộ, thì trường cũng xin phép là được giới thiệu cho cô chú anh chị được rõ. À, bộ bộ tranh đá xưa. Rồi gỗ là gỗ thường cô chú anh chị. Có không sao mình nói vậy chứ không có nói tào lao được, mình buôn bán trên trên YouTube thì mình phải nói thật cho cô chú anh chị được rõ. Vừa mắc thì cô chú anh chị lấy giùm em, giao lưu giùm em để em còn biết thêm chi tiết. 1,19 m, gần 1,2 m. Chiều ngang là 36. Đố là 2 phân. À, cô chú anh chị là xem giùm em nha, mã số 21T. À, chiều cao là 1,19 m, gần 1,2 m. Còn 1 phân nữa là 1,2 m. À, rồi trường quay phía sau cho cô chú anh chị nha. Hàng còn lành lặn nha. Nếu cô chú anh chị nào giao lưu thì trường sẽ lau dầu lại cho cô chú chị rất là đẹp, rất là sáng. Cái này là ở nhà dân rồi trường sưu tầm được, trường giao lưu được thì trường cũng đem về giao lưu với cô chú anh chị, là cái nào trường cũng kiểm tra rồi là hàng lành lặn luôn nha. Rồi không có vấn đề gì ha. Rồi cô chú anh chị có giao lưu thì trường sẽ nói thêm chi tiết hơn. Rồi cuối chương trình, cuối clip thì trường cũng rất cảm ơn cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ của shop trường. Thì trường chúc quý cô chú anh chị được nhiều thắng lợi và nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị và xin tạm biệt cô chú anh chị.